71. Lời tựa cho tập sách Thượng Hải Hộ Quốc Tức Tài Pháp Hội Pháp Ngữ. Năm thời quốc 25, 1936. Ấn Quang Tôi là một ông tăng phạm tục ở Tây Tần, chỉ biết đến cơm cháo, trong sự không làm được điều gì. Tốt nghiệp sâu nặng đến nỗi trời phải của trách, mới hy sinh được 6 tháng đã mắc bệnh mất. Trong suốt 180 ngày không mở nổi mắt, ngoại trừ lúc ăn ngủ ra, thường khóc suốt ngày đêm nhờ thiện lục xưa. May còn được thấy ánh mặt trời, cũng may mắn lắm. Đến tuổi thiếu niên đọc sách, lại bị hãm vào vực xoáy bán Phật của Trình Châu Âu Hàn. Từ đấy hàng ngày chuyên trí bác Phật, nghiệp tướng lại hiện, bệnh tật triền miên. Tận lực nghĩ ngợi suy xét cặn kẽ mới biết lỗi đó. Năm 21 tuổi xuất gia làm tăng, nhận thấy tăng chúng có kẻ chẳng như pháp, nên phát nguyện chẳng trụ trì chùa miếu, chẳng thâu đồ đệ, chẳng hóa duyên, chẳng cùng ai kết xã lập hội. Hơn 50 năm, chàng đổi chí ban đầu, sống lẩn quất gần Ngô Môn. Đầu tháng 9, Lý Sự Trưởng, Hội trưởng Hội Phật Giáo Trung Quốc là Pháp sư Viên Anh, các vị lãnh tụ của Bồ Đề Học Hội như cư sĩ Khuất Văn Lục v.v. thấy quang tuổi cao, ngỡ tôi có chút tâm đắc, nào hay tôi chỉ biết húp cháo nuốt cơm. Họ thỉnh tôi khi Pháp hội Tức Tài Hộ Quốc khai mạc sẽ đến đất Hỗ diễn thuyết, cố sức từ chối chẳng được, chỉ đành đem điều mình hiểu biết lầm lạc bù đắp sự lầm lạc. Đến kỳ mỗi ngày, ông Đặng Huệ Tài và hai ba vị cư sĩ ở Phú Tích đều dùng máy thu âm thu lại, nghe băng chép ra, mang đến xin tôi giám định, tính đem ấn hành. Những bản sao lục này có vài điểm sai khác đôi chút, nhưng bản sao của ông Đặng chép chữ to, nên tôi dựa theo đó sửa đổi tóm tắt lại. Cảo bản này bậc thông huệ chẳng cần xem đến, còn ai ngu độ như Ấn Quang Tôi mà lại muốn ngay trong đời này kết liễu đại sự sanh tử, và muốn trị tâm trị thân trị gia trị quốc, nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu, xem đến bản cảo này họa chăng có điều bổ ích vậy. 72. Lời tựa cho niên san của Phật giáo Tịnh Nghiệp Xã tại Phố Tích, năm Dân Quốc 25, 1936. Thánh giáo của Như Lai pháp môn vô lượng, hãy y theo một pháp nào, dùng bồ đề tâm để tu trì thì đều có thể liễu sanh thoát tử, tức thành Phật đạo. Nhưng trong khi tu còn chưa chứng, sẽ có sự khó dễ nhanh chậm khác biệt lớn lao. Tìm lấy một pháp chí viên trí đốn đơn giản nhất, dễ dàng nhất, khế lý, khế cơ, vừa là tu vừa là tánh, thích hợp khắp cả ba căn, thâu nhiếp trọn vẹn độn căn lẫn lật căn, là chỗ quy túc của các tông luật giáo thiền mật, là con đường tắt cho người, trời, phàm thánh chứng chân, thì không gì bằng một pháp tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Ý là vì hết thảy pháp môn đều cậy vào tự lực, còn pháp môn niệm Phật lại kiêm nhờ vào Phật lực. Cậy vào tự lực thì nếu chưa đoạn sạch phiền hoặc, sẽ chẳng thể vượt khỏi tam giới. Cậy vào Phật lực nếu tín nguyện chân thật thiết tha, sẽ có thể cao đăng chín phẩm sen. Con người hiện thời muốn giải quyết xong đại sự sanh tử ngay trong đời này mà bỏ pháp này thì trọn chẳng còn hy vọng gì hết. Phải biết pháp môn tịnh độ, pháp pháp viên thông như vầng mặt trăng sáng ngời giữa trời, dòng sông nào cũng đều hiện bóng, thủy ngân rớt xuống đất giọt nào cũng tròn xoe. Chẳng riêng gì cách vật trí chi, cùng lý, tận tánh, giác thế yên dân, giữ cho nước nhà yên ổn đều có lợi ích lớn lao thần diệu. Mà càng ngay như cả sĩ nông công thương muốn phát triển sự nghiệp, già trẻ nam nữ muốn tiêu diệt tật bệnh khổ não, không ai chẳng hễ cảm liền ứng, vừa lòng mãn nguyện. Nay lòng người suy hãm, cõi đời rối ren đến cùng cực, phế kinh điển, phế luân thường, bỏ lòng hiếu, vứt lòng thẹn, tranh đất giành thành, tà sát lẫn nhau, được mọi tà thuyết bạo hành, được cực lực đề sướng. Nếu chẳng cứu vãn, chắc đạo làm người sẽ gần như diệt mất. Do vậy, những người hữu tâm các nơi đua nhau để sướng Phật pháp, nêu bài nhân quả ba đời, tỏ rõ luân hồi lục đạo, chỉ ra xa bà trược ác, nêu rõ cực lạc nghiêm tịnh, để mong con người trong thời buổi này sẽ dẹp trừ lòng ham muốn sảng bệnh của chính mình, để khôi phục lại lễ nghĩa, sống thì dựa vào địa vị thánh hiền, liễu sanh thoát tử, mất sẽ trở về cõi cực lạc. Ở Vô Tích, các cư sĩ Dương Tiểu Lệ, Tần Hiệu Lỗ, Viên Lệ Đình, Tào Bội Linh v.v. lập một tịnh nghiệp xã. Tịnh nghiệp xã tại chùa Sùng An, mồng một ngày giảm mỗi tháng tụ họp mọi người niệm Phật, đồng thời diễn thuyết đạo, sống trong cõi trần học đạo, nơi dãy bái báo quốc, giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, và pháp thật vì sanh tử,
phát bồ đề tâm, tí nguyện niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Ngõ hầu hết thảy mọi người biết duyên do, ai nấy đều có thể làm hiếu thuẫn, ai nấy đều có thể thành Phật, sẽ trong hết thảy thời, hết thảy chỗ, đều chuyên chú mong thành thánh, học Phật. Đấy thật sự là pháp môn đại phương tiện, để chẳng có địa vị mà hộ quốc cứu dân, chẳng tỏ lộ hình tích mà thay đổi phong tục. Này đã thực hiện được tròn một năm, thành tích của tất cả những việc lành đã thực hiện và những kinh phí chi ra thu vào, mỗi mỗi đều liệt kê trong sách để bố cáo, cậy tôi soạn lời tựa để nêu sơ lược đại ý vậy. 73. Lời tựa trình bày duyên khởi của Đôn Luân Liên Xã, năm Dân Quốc 20-1931. Phật Pháp là tâm Pháp, tâm Pháp ấy, chúng sanh, Phật, Phạm Thánh, ai nấy đều có. Chúng sanh thì toàn thể là mê trái, nên dẫu có vẫn như không. Phật thì triệt ngộ triệt chứng, đích thất được thọ dụng, lại còn giấy lòng đại từ bi, đem sở ngộ, sở chứng của chính mình chỉ dạy hết thảy chúng sanh. Ngõ hầu họ đều triệt ngộ triệt chứng mới thôi, nhưng vì chúng sanh mê muội trái nghịch đã lâu, dù nghe đủ mọi pháp môn đối trị, nhưng bởi hoặc nghiệp sâu dày, phước huệ cạn mỏng, nên khó lòng đạt được hiệu quả thành công ngay trong đời này. Do đã khó thể đạt được hiệu quả thành công ngay trong đời này, nên lại phải thọ sanh quá nửa bị mê mất, đến nỗi trải kiếp lâu xa luân hồi sanh tử, không do đâu thoát lìa được. Đức Như Lai thường xót đặc biệt mở ra pháp môn tín nguyện niệm Phật, cầu sanh Tây Phương, ngõ hầu hết thảy, dù thánh hay phàm, thượng trung hạ căn đều nương vào đại bi nguyện lực của Đức Phật Di Đà, cùng trong đời này thoát cõi xa bà đây, sanh về cõi cực lạc kia, khiến cho kẻ đã đoạn hoặc mau chứng vô sanh, kẻ chưa đoạn hoặc cũng lên bất thoái. Pháp này vừa cạn vừa sâu, vừa là quyền vừa là thật, thượng thượng căn chẳng thể vượt khỏi cửa thành này. Vì thế bậc đã chứng đẳng giác còn phải dùng 10 nguyện dẫn về, kẻ hạ hạ căn cũng có thể đạt đến cõi này. Do vậy kẻ sắp đọa A Tỳ địa ngục vẫn có thể dựa vào 9 phẩm, thực hiện dễ thành công cao, dùng sức ít đạt hiệu quả nhanh, thỏa thích bản hoài xuất thế của Như Lai là đạo thông đạt để chúng sanh thoát khổ. Vì thế các vị Bồ Tát, Văn Thù Phổ Hiền, Mã Minh Long Thọ, các tổ sư như Viễn Công Trí Giả, Thanh Lương Vĩnh Minh đều cùng hiện tướng lưỡi rộng dài để tán dương, phát tâm kim cang để lưu truyền rộng khắp. Bài pháp này chính là pháp môn tổng trì, thành thủy thành trung để mười phương ba đời hết thảy chư Phật trên thành Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh vậy. Chúng sanh đời mạt căn cơ kém hèn, bỏ pháp môn này thì làm sao yên được. Tần Xuyên chính là cõi đất Hoàng Dương Tịnh Độ của các đại sư Thiện Đạo Pháp Chiếu Phi Tích Huệ Nhật vân vân xưa kia. Hết thảy tứ chúng xưa kia cũng đã gieo thiện căn sâu đậm, nhưng do từ sau đời Đường hiếm có người Hoàng Dương pháp này, đến nỗi túc căn chẳng thể phát sanh tăng trưởng, đáng than thay. Gần đây thế đạo nhân tâm chìm đắm đến cùng cực, thiện tài nhân họa liên tiếp giáng xuống, vận nước nguy cập, dân không lẽ sống. Người có tâm lo cho thế đạo đều cùng đề xướng Phật học, bởi chấp đời hiện thời nếu chẳng cực lực đề xướng xử lý nhân quả báo ứng, sanh tử luân hồi, thì thiện không có gì để khuyên, ác không có gì để phạt. Muốn cho con người chẳng ăn nuốt lẫn nhau, há có được chăng? Nếu chẳng đề xướng kiêng giết bảo vệ sanh mạng, chỉ trai ăn chay, thì sát kiếp ngập trời làm sao dứt được? Nếu chẳng đề xướng giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành, thì phế kinh điển, phế luân thường, phế hiếu chẳng thẹn, tranh thành giành đất, tà sát lẫn nhau, những tà thuyết bạo hành sẽ khiến cho nhân dân trong khắp cõi đời cùng mắc nỗi khổ tử vong. Nếu chẳng đề xướng tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương, thì lục đạo luân hồi ai có thể thoát được? Đây chính là lý do những bậc quân tử hiểu lý đề xướng Phật học trong thời gần đây. Phật Pháp chứa chọn cương thưởng luân lý thế gian, lại còn nói rõ quả báo thiện ác do chọn hết hay không chọn hết tình nghĩa bổn phận, quả thật là đạo trọng yếu để trị quốc bình thiên hạ. Những kẻ đố kỵ là vì chẳng suy xét nghĩa lý, bài xích giảng bệnh, nói nhân quả báo ứng sanh tử luân hồi đều là những lời Phật dối trá để bịp người. Do vậy mọi người đều coi nhân quả luân hồi là chuyện mông lung, khi gió âu vừa thổi qua đều tranh nhau hùa theo. Nếu tin sâu nhân quả luân hồi, những tòa thuyết ấy dù có dữ dội đến mấy, làm sao gây mê hoặc rối ren cho được? Đây chính là nguyên do các nơi để xướng Phật học. Cư sĩ Đức Tấn Ninh Trí Vũ thừa dịp phát khởi, đặc biệt lập một chỗ niệm Phật ở làng mình, đặt tên là Đôn Luân Liên Xã. Do Phật Pháp gặp cha nói từ, gặp con nói hiếu,
anh nhường em kính, chồng hòa vợ thuận, chủ nhân từ, tôi tớ trung thành, khiến cho ai nấy chọn hết bổn phận, trước hết làm người hiền người thiện trong thế gian, lại còn sanh lòng tin, phát nguyện khẩn thiết niệm Phật, cậy vào Phật tử lực vãng sanh Tây Phương, liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh, ngõ hầu đạn sạch phiền hoặc, khôi phục tâm tánh viên mãn Bồ Đề, thành vô thượng đạo, lại còn dùng sở ngộ sở chứng của chính mình để dẫn dắt hết thảy hàm thức. Nguyện những người cùng quê với tôi để cùng giấy lòng tin tưởng tu tập thì may mắn lắm thay. 74. Lời tựa cho việc ông Triệu Vận Xương thỉnh bộ Đại Tạng Kinh bản đầy tống được in theo lối ảnh ấn năm Dân Quốc 22-1933. Ông Triệu Vận Xương ở trấn Bào Trường thuộc Nam Thông, đời đời kế thừa đức hạnh, đời đời vừa cậy vừa học, chỉ tu tước vị cõi trời, chẳng màng vinh hoa cõi thế, tin sâu nhân quả, dốc lòng tu tịnh nghiệp, muốn cho con cháu đời đời vĩnh viễn vâng giữ, chẳng để suy sụp, nên đặc biệt thỉnh một bộ Đại Tạng Kinh bản đời tống thờ nơi Phật đường trong nhà, để mong con cháu và những người trong họ đều được thọ trì đọc tụng, chẳng đến nỗi sống uổng chết phí, cậy quang viết lời tựa để dạy hậu thế. Do hội ấn tống Đại Tạng Kinh bản đời tống theo lối ảnh ấn đã sai quang viết lời tựa, quang bèn chép nguyên văn lời tựa ấy và được thuật ý niệm thương yêu con cháu họ hàng sâu xa của ông Triệu. Nguyện những người thấy nghe sẽ liền tùy phần tùy sức thực hành, đừng chỉ như gã si đã đến núi báu vẫn trở về tay không, thì chẳng những không cô phụ sự giáo hóa của Đức Phật mà cũng chẳng phụ tánh linh của chính mình, và cũng an ủi được một phen dốc hết tâm ý thỉnh kinh của ông Triệu vậy. 75. Lời tựa cho bài luận khuyến tu pháp môn niệm Phật năm Dân Quốc 27-1938. Pháp môn tịnh độ thích hợp khắp ba căn, quả thật đạo bầu nhiệm thành thủy thành trung, vẻ Như Lai trên thành Phật đạo giới hóa độ chúng sanh, thệ nguyện của Đức Di Đà cả chín giới đều được nương nhờ, chính là khuôn mẫu tốt lành, tâm làm tâm là, để chúng sanh mau thoát biển khổ, mau dự vào liên trì. Pháp này là pháp môn đặc biệt, nương vào Phật lực trong cả một đời giáo hóa của Đức Như Lai, chẳng thể luận định giống như hết thảy các pháp môn đại biểu quyền thật, cậy vào tự lực. Cõi đời phần nhiều, chẳng suy xét kẻ hơi thông minh, thì đa số kiêu căng về trí lực của chính mình, chẳng chịu tu trì, lại còn miệt thị những ai tu trì pháp này, coi kinh là ngu phu ngu phụ, như sợ bị dính bẩn vậy. Do vậy, nhường đại lợi ích liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh ngay trong đời này cho hàng ngu phu ngu phụ, còn chính mình chẳng muốn đạt được, chẳng đáng buồn ư? Họ chẳng biết pháp môn tịnh độ lớn lao không gì ra ngoài được, là pháp môn bắt nguồn và quy túc của hết thảy pháp môn. Do vậy hết thảy pháp môn, không pháp nào chẳng lưu xuất từ pháp giới này, không pháp nào chẳng trở về pháp giới này. Nếu đã đoạn sạch tam hoặc, chứng trọn vẹn tứ đức, thì không tu pháp này cũng chẳng sao. Nếu vẫn chưa đạt đến địa vị này, xin hãy theo gót những vị Bồ Tát thập trụ thập hạnh, thập hội hướng thập địa đẳng giác trong hoa tạo hải chúng, để nhất trí tiến hành, dùng công đức tràn thể nghĩ bàn của 10 đại nguyện vương để hồi hướng vãng sanh Tây Phương cực lạc thế giới, nhằm mong mau tròn Phật quả. Người được như thế có thể gọi là đại trí huệ, là đại trượng phu, đã hoàn tất sự nghiệp thế gian dẫn xuất thế gian vậy, lại còn phải làm giống như những vị Quán Âm phổ hiền, sau khi đã chứng được Phật quả, liền tùy loại hiện thân hoàng dương pháp này, ngõ hầu chúng sanh đều được thành Phật đạo mới thôi. Quang túc nghiệp sâu nặng, hơn 50 năm lướng dự vào hàng tăng chúng, đề thể các pháp đều chẳng biết được một pháp nào, tuy tưởng niệm Phật nhưng do nghiệp nặng nên tâm chưa hề tương ứng với Phật, nhưng tin tưởng Phật chẳng nguyện hư vọng, sẽ chẳng vứt bỏ ta, vì thế dẫu là ai cũng chẳng chuyển trí nguyện của quang được. Gần đây Pháp sư Viên Anh nhân lúc giảng diễn các kinh được rảnh rỗi, đã soạn bài luận khuyến tu pháp môn niệm Phật, muốn lưu truyền, gửi thư sai quang viết lời tựa. Quang giả rồi tinh thần lẫn mục lực đều chẳng đủ, đã tạ tuyệt những chuyện sai khiến viết lách từ lâu. Nay may mà pháp niệm Phật lại được có người đề xướng bèn tóm, nêu đại ý cho xong trách nhiệm vậy. 76. Lời tựa cho sách Trập Phiên Trát Ký. Đầy loạn đến tột cùng hết thuốc chữa, người có trí sao nữa ngồi nhìn. Tuy sống nơi dãy bái, nhưng những bản luận trong gia đình bầu bạn chưa hề chẳng phải là lời hay ý đẹp để cứu vãn thế đạo nhân tâm vậy. Ông Trần Đôn Phục ở Sở Kỳ, pháp danh là Huệ Phục, đem những ngôn luận trong lúc thủ tạc giữa gia đình và thân hữu, chọn lấy những điều trọng yếu biên soạn thành sách.
Bạn bè khuyên đem in, do vậy bèn đem bản thảo gửi cho Quang xin giám định. Quang đọc xong thấy những lời lẽ lập luận vốn lấy ý từ sách Nho nhưng ý nghĩa chẳng trái Phật pháp, nếu có thể y theo đó tự tu thì sự nghiệp mong thành thánh thành hiền nơi mọi người há nào khó thấy. Lòng người đã chết chẳng dễ vãn hồi, Khổng Tử chẳng từng nói như thế này đó sao? Pháp ngữ tri ngôn năng vô tùng hồ, cải chi vi quý tốn giữ tri ngôn năng vô duyệt hồ. Dịch chi vi quý, duyệt nhi bất dịch, tùng nhi bất cải, ngô mả như chi, hà giá dĩ hỷ. Lời thánh nhân nói chẳng thể không nghe theo ư, sửa đổi lỗi lầm mới quý. Lời nói mềm mỏng ai mà chẳng vui, suy xét tìm ra đầu mối mới quý. Chứ vui sướng rồi không chịu suy xét tìm ra đầu mối, chỉ nghe theo lời thánh nhân mà chẳng sửa đổi, rốt cuộc ta phải làm như thế nào đây? Cõi đời lúc này, lời thánh nhân, lời mềm mỏng đều khó tạo được lợi ích, vì không có ba ý niệm kinh sợ, chỉ toàn là khoe khoang tài năng của chính mình. Nghe lời thánh nhân bèn vỗ gươm đứng dậy, nghe lời mềm mỏng bèn coi như gió luồn qua cây. Dẫu là bậc trí đức như Châu Công Khổng Tử cũng chỉ có thể nói, rốt cuộc ta phải làm như thế nào đây? Nhưng trong khi không thể bày ra cách nào, chẳng ngại gì lập riêng một pháp. Do thế đạo đã loạn, lòng người đã chết, là vì chẳng nói đến nhân quả, chẳng bàn đến giáo dục trong gia đình. Nếu có thể chú trọng hai việc này thì người người đều biết nhân quả, nhà nhà đều có giáo dục, hết thảy những lời của thánh nhân, những câu mềm mỏng đều trở thành những câu nói thường nhật trong gia đình, không một ai chịu bỏ một ngày không nhắc tới. Quang thường nói nhân quả là phương tiện lớn lao để thánh nhân bình trị thiên hạ, để Phật độ chúng sanh. Dạy con là căn bản để trị quốc bình thiên hạ, nhưng dạy dỗ con gái lại càng quan trọng hơn, vì có hiền nữ thì mới có hiền thê hiền mẫu. Con cái do hiền mẫu sanh ra đều là hiền nhân. Đây là nguyên do tại sao ba bà Thái khiến cho nhà Châu được hưng thịnh, đời sau xưng tụng nữ nhân là Thái Thái. Vì thế lại nói, quyền trị quốc bình thiên hạ, phụ nữ nắm quá nửa, vì sự giáo dục của mẹ là cội gốc vậy. Nguyện những người đọc đều cùng chú ý. Ba ký một bi ký trình bày sự thần dị của suối Bát Công Đức thuộc Tam Thánh Thiền Viện núi Phổ Đà. Quán Thế Âm Bồ Tát tùy loại hiện thân trong 10 phương thế giới tầm thanh cứu khổ, nhưng vẫn lấy Phổ Đà làm cuộc đất ứng hóa, là vì muốn cho hết thảy tứ chúng có chỗ để gieo lòng thành. Sự tử bi linh cảm của Bồ Tát cố nhân ai nấy đều biết rõ, ngay cả một hòn đá, một giọt nước, không gì chẳng tỏ rõ dấu tích chẳng thể nghĩ bàn của Bồ Tát. Những hòn đá kỳ lạ ở Phổ Đà cố nhân nhiều lắm, nhưng chỉ có Bàn Đà Thạch là bậc nhất. Người hiểu lý trông thấy tảng đá này thì thần thông oai đức chẳng thể nghĩ bàn của Bồ Tát, chẳng cần phải đợi nói tường tận mà sẽ đều ngộ giải cả. Những cuộc đất gần biển thì nước đều mặn chát, chẳng thể dùng để uống được, vậy mà khắp núi Phổ Đà nước đều ngọt ngào. Tuy là cuộc đất ở sát bên biển mà trọn chẳng có nước mặn, nhưng con suối Bát Công Đức thật là bậc nhất. Theo sơn chí, vào thời Vạn Lịch nhà Minh, vị tăng tên Đại Phương dựng lều tranh nơi đây. Năm Vạn Lịch 30, 1602, nội giám Trương Tùy, đảng lễ, vâng chiếu đốc thúc xây cất điện chứa kinh. Nhàn du đến nơi đây uống nước thấy ngọt ngào, nghe tăng chúng kể lại, dẫu hạn hán hay lũ lụt nước suối vẫn không tăng không giảm. Hễ cầu mưa, ắt lấy nước từ nơi đây, liền quyên tiền dựng Tam Thánh Đường. Đặt tên cho con suối ấy là Bát Công Đức, ấy là phẩm theo tên, nước trong ao bảy báu nơi cực lạc thế giới. Suối Bát Công Đức do Tam Thánh Đường mà được tên, Tam Thánh Đường do nước tám công đức mà khởi đầu. Ấy gọi là do thời tiết nhân duyên, nên cho nên có chuyện chẳng mong cầu mà tự được. Theo kinh Phật, nước ở cõi cực lạc có tám công đức là: một, trong trẻo, khác với nước ở phương này thường như đục; hai, sạch mát, khác với phương này nước thường lạnh và nóng; nước thường lạnh hay nóng; ba, ngọt ngào, khác với phương này nước thường mặn nhạt hay vị rất tệ; bốn, mềm nhẹ, khác với phương này nước thường nặng nề; năm, trơn láng tươi tắn, khác với phương này nước thường tù đọng, màu sắc ủ rột bạch bạc; 6. An hòa, khác với phương này nước thường chảy xiết dữ dội; 7. Trừ đói khát, khác với phương này nước thường gây cảm giác lạnh lẽo; 8. Trường dưỡng các căn, khác với phương này nước gây tổn hại các căn và tạo ra tật dịch, tăng thêm bệnh tật chết chìm, vân vân.
Chúng sanh đời trược nghiệp lực sâu nặng đến nỗi nước cõi này không có những công đức lực dụng ấy. So với những loại nước thông thường khác, nước suối Bắc Công Đức có rất nhiều công đức. Vì thế đặc biệt nêu rõ để tỏ bày dấu tích chẳng thể nghĩ bàn của Bồ Tát. Ngõ hầu những người sống trong núi và những ai đến núi chiêm bái sẽ từ mỗi tảng đá, mỗi dòng nước đều có thể ngộ sâu xa, thường lý viên thông, hòng lấy tâm Bồ Tát làm tâm của chính mình, lấy sự nghiệp của Bồ Tát làm sự nghiệp của chính mình vậy. Hai, bài ký về chuyện xây dựng đại điện của đạo tràng chuyên tu tịnh nghiệp tại núi Linh Nham, năm Dân Quốc 24-1935. Kinh Hoa Nghiêm, mầu nhiệm lý sự viên dung, lý do sự hiển, sự do lý thành, lý lẫn sự đều đạt đến tột cùng viên chứng tỷ lô pháp thân. Vì thế lúc Đức Như Lai mới thành chánh giác, bèn cùng với các vị pháp thần đại sĩ thuộc 41 địa vị là thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa đẳng giác, nói đến các pháp môn và các pháp nhân quả do Đức Như Lai đã tự chứng. Nhân quả chính là sự, pháp do Đức Như Lai tự chứng chính là nhất chân pháp giới, trần như Phật tánh tịch chiếu viên dung, bất sanh bất diệt, chẳng phải có chẳng phải không. Phật tánh ấy nơi phàm chẳng giảm, nơi thánh không tăng. Phật do chứng rốt ráo nên thường hưởng pháp lạc, thường lạc ngã tịnh. Chúng sanh do triệt đề mê nên hàng triệu nỗi khổ viễn vọng sanh tử luân hồi. Ví như tấm gương báo tròn lớn bị bụi phủi cả kiếp, tuy có ánh sáng chiếu trời soi đất nhưng không do đâu tỏ lộ để thụ dụng được. Vì thế nhờ vào các vị Bồ Tát cùng nhau xướng đáp để nói ra các pháp môn thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa đẳng giác, lại còn dùng 10 đại nguyện vương hướng dẫn về cực lạc để mong viên mãn Phật quả, đấy chính là Đức Như Lai dùng nhất quả tự chứng để làm một khuôn mẫu lớn lao hồng dạy khắp hết thảy chúng sanh, khiến cho ai nấy đều đích thân chứng đắc. Kinh Hoa Nghiêm riêng thích hợp cho căn cơ đại thừa, chứ nhị thừa phàm phu chẳng thể vâng nhận được. Vì thế trong hội phương đẳng, Đức Phật đặc biệt nói ra ba kinh tịnh độ để dù phàm hay thánh đều cùng chuyên chú tu trì ngõ hầu trong đời này thoát khỏi cõi ngũ trược đây, lên được cõi sen chín phẩm kia. Một, trong núi Linh Thiếu nước Ma Kiệt Đà, Đức Phật nói đến nhân địa đầu tiên của Đức Phật A Di Đà, bỏ nước xuất gia, phát ra 48 nguyện, lại trải qua nhiều kiếp dài lâu tu hành đúng như lời nguyện cho đến khi phước huệ viên mãn được thành Phật đạo, cảm được thế giới trang nghiêm mầu nhiệm chẳng thể diễn tả được. Mười phương chư Phật đều cùng tán thán, mười phương Bồ Tát và hàng nhị thừa hồi tiểu hướng đại lẫn phàm phu đầy dẫy hoặc nghiệp đều được vãng sanh, được bình đẳng nhất thọ, đấy là vô lượng thọ kinh. 2. Trong vương cung nước Ma Kiệt Đà nói ba phước tịnh nghiệp, 16 phép quán mầu nhiệm để hết thảy chúng sanh hiểu rõ những nghĩa tâm này là Phật, tâm này là Phật, biển chánh biến tri của chư Phật từ tâm tưởng mà sanh, tâm này làm chúng sanh, tâm này là chúng sanh, biệt nghiệp phiền não của chúng sanh từ tâm tưởng mà sanh, vượt ngoài ngôn ngữ. Nếu có thể hiểu được sâu xa nghĩa này, ác chịu bị luân hồi oan uổng. Cuối kinh nói rõ những nhân vãng sanh của chín phẩm, ngõ hầu ai nấy đều tu thượng phẩm, đó là quán vô lượng thọ Phật kinh. 3. Nơi vườn cấp cô độc nước Xá Vệ nói diệu quả y báo chánh báo của tịnh độ để người nghe sanh lòng tin, khuyên người nghe hãy nên phát nguyện cầu vãng sanh, dạy hành giả lập hạnh chấp trì danh hiệu ba điều tín nguyện hạnh là cương tông của pháp môn tịnh độ, đầy đủ ba pháp này rồi hoặc suốt một đời chấp trì đã đắc nhất tâm hoặc lâm chung mới được nghe pháp này, chỉ sừng 10 tiếng đều được Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương, đấy là kinh A-di-đà. Ba kinh này chuyên nói về tịnh độ, nhưng kinh A-di-đà lời lẽ đơn giản, ý nghĩa phong phú, nhiếp thọ căn cơ bậc nhất, nên các tông thiền giáo luật đều vâng dùng làm kinh nhật tụng. Các kinh đại thừa nói kèm về tịnh độ nhiều không thể kể xiết, nhưng trường Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông của Kinh Lăng Nghiêm quả thật là khai thị mầu nhiệm nhất về pháp niệm Phật. Nếu có thể như còn nhớ mẹ, nhiếp chọn sáu căn tịnh niệm tiếp nối mà niệm, há chẳng trong hiện tại hay tương lai nhất định thấy Phật, gần là chứng viên thông, xa là thành Phật đạo ư. Pháp môn tịnh độ chính là pháp môn đặc biệt trong giáo pháp suốt một đời Đức Phật. Tuy là phàm phu sát đất đầy dẫy hoặc nghiệp, chỉ cần tín nguyện niệm Phật sẽ có thể cậy vào Phật từ lực vãng sanh Tây Phương. Dù là vị Bồ Tát đã chứng địa vị đẳng giác cao cả, vẫn phải hồi hướng vãng sanh thì mới viên mãn Phật quả được. Do vậy biết pháp môn tịnh độ lớn lao không gì ra ngoài được,
thích hợp khắp ba căn, thông nhất hoàn toàn lợi căn lẫn đột căn. Chúng sanh trong chín giới bỏ pháp này thì trên sẽ chẳng có gì để viên thành Phật đạo. Mười phương chư Phật điểm pháp này thì dưới chẳng có gì để phổ độ quần manh. Hết thảy pháp môn không pháp nào chẳng lưu xuất từ pháp giới này. Hết thảy hạnh môn không hạnh nào chẳng trở về pháp giới này. Vậy đây là pháp môn tổng trì, thành tủy thành trung để mười phương ba đời hết thảy chư Phật trên thành Phật đạo giới hóa độ chúng sanh. Vì thế được chín giới cùng hướng về. Mười phương cùng khen ngợi, ngàn kinh đều xiển dương, muôn luận đều tuyên nói. Nhưng pháp môn này do hai đức Thế Tôn, hai cõi tạo lập. Đức Thích Ca nơi Xà Bà dạy rõ tịnh độ để đưa con người đi về cõi cực lạc. Đức Di Đà nơi cực lạc đợi lúc họ lâm chung tiếp dẫn từ Xà Bà về tới cực lạc. Đấy là muốn cho chúng sanh thoát được nỗi khổ sanh tử ngay trong đời này, chứng sự vui chân thường, tâm thương xót che chở bảo vệ ấy dẫu hết cả kiếp khó thể nói trọn. Có kẻ bảo đã là đệ tử Phật Thích Ca, hãy nên niệm Thích Ca Mâu Ni Phật cầu sanh hoa tạng thế giới trong cõi này. Họ chẳng biết Đức Thích Ca dạy niệm A Di Đà Phật là nhằm làm cho hàng phàm phu sát đất nương vào Phật tử lực vãng sanh Tây Phương, hỏng siêu phàm nhập thánh. Chỉ có bậc đại sĩ đã phá vô minh chứng pháp thân mới thấy được hoa tạng thế giới của cõi này. Phàm phu chỉ thấy uế độ, chẳng thấy được cõi thật báo trang nghiêm, há nên mong tưởng quá phận. Huống chi Tây Phương cũng nằm trong hoa tạng thế giới, mà trong hội hoa nghiêm hết thảy các vị Bồ Tát trong hoa tạng thế giới hải đều dùng 10 đại nguyện vương hồi hướng vãng sanh Tây Phương để mong viên mãn Phật quả. Ông là hạng người như thế nào mà dám chống đối các vị ấy? Kể từ khi đại giáo được chuyển sang phương Đông, viễn công lập liên xã đầu tiên, một người sướng trăm người hòa, không ai chẳng noi theo, thỏa thích bổn hoài của Phật, chỉ có mỗi một mình pháp môn này là bậc nhất. Từ đấy trở đi, đời nào cũng có cao nhân, tục diệm, truyền đăng, rạng rỡ trong ngoài nước mãi cho đến tận hiện thời. Tông phong chẳng suy sụp, nhưng trí giả đại sư thuộc tông Thiên Thai, Thanh Đường Quốc sư thuộc tông Hiền Thủ, Quy Cơ pháp sư thuộc tông Từ Ân, Bách Trượng Thiền sư thuộc Thiền Tông, Đại Trí Luật sư thuộc Luật Tông, không vị nào chẳng giải thích kinh soạn luận, khuyên khắp mọi người tu trì. Những sự tích của họ đã được chép tường tận trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục. Do vậy, biết những vị tri thức các tông thiền giáo luật đều nói cho hoa tạng hải hội, nhất trí tiến hành cầu sanh cực lạc. Huống chi kẻ căn cơ cạn mỏng đời mạt pháp ư, nhân duyên linh nhàm sáng lập tịnh độ đạo tràng đã được chép đầy đủ trong tấm bia thuật duyên khởi xây dựng niệm Phật đường trước kia. Nay tu bổ đại điện đặc biệt nêu rõ nguyên do của pháp môn tịnh độ để những bậc thông sáng mai sau có cái để nương tựa hướng về. Chi phí xây cất và phương danh của người đã quyên tặng được ghi cho một tấm văn bia riêng, không ghi tường tận nơi đây. 3. Bí ký về việc chùa Linh Nham vĩnh viễn trở thành đạo tràng thập phương truyền tu tịnh độ và công đức xây dựng lần này. Năm Dân Quốc 21-1932. Có được cuộc đất tối thắng thì mới hoàng dương được đạo tối thắng. Tạo dựng chuyện phi thường ắt phải đợi người phi thường. Tuy bỉ cực thái lai thuộc về vận trời, nhưng sửa cũ dựng mới thật sự phải nhờ vào con người thực hiện. Núi Linh Nham là cuộc đất thánh đạo tràng trời tạo đất dựng. Ngô Vương Phủ Sai dựng cung Quán Oa nơi đây, chỉ chuộng dâm lạc làm ô nhục núi này quá sức. Vì thế xây xong cung điện chưa được bao lâu liền bị nước tan mạng mất. Đúng là nhân quả phù hợp nhau. Nếu ông ta lập đức thi thố lòng nhân, nói theo phong cách cai trị tốt đẹp của tổ tiên là Thái Vương Thái Bá Trọng Ung đã lưu lại, ắt sẽ ngang ngửa với văn vương trên linh đài, lúc sống được hưởng phước vòi vọt, khi mất để lại thanh danh vang dội, đâu đến nỗi quỳ gối xin được sống cũng chẳng được, rốt cuộc che mặt tự vẫn gây nhục lây cho tổ tiên ư. Do vậy biết kẻ không có đức cao trội mà có cuộc đất thù thắng, đâm ra lại là cái gốc họa. Nguyện những bậc quân tử đời sau đều lấy phù sa làm gương thì lợi ích ấy chẳng thể nào diễn tả được. Đời Tấn từ Không Lục Ngoạn sống tại núi này, do nghe Phật pháp bèn biến nhà thành chùa, đấy chính là khởi đầu của đạo tràng Linh Nham vậy. Đến đời Lương lại càng được phát triển, đến đời Đường lại càng thêm trùng hưng. Trong khoảng thời gian ấy, phần nhiều là do hình vẽ của trí tích Bồ Tát hiện thân khơi gọi lòng tin tưởng ngưỡng mộ của mọi người, khiến cho đạo tràng Linh Nham đứng đầu đất Ngô, cùng khuyết dâm lạc xưa kia
nay trở thành cuộc đất thánh đạo tràng, cho thấy các pháp tùy duyên, hễ có người tài giỏi, ăn cuộc đất sẽ linh ứng. Những vị trụ trì trong đời Tấn đời Đường chẳng thể tra cứu được, từ đời Tống cho đến đời Thanh, mỗi trụ trì đều do Giáo Hà Lão Long, Thiện Quật Cự Sư, đức hạnh đáng làm, bậc thầy gương mẫu cho cả trời lẫn người, đạo tiếp nối được huệ mạng của Phật của Tổ. Đầu đời Thanh, sư Hoằng Chữ trụ nơi đây, mở mang giải giảng tòa rộng lớn, điện đường lưu xá mới mẻ rạng ngời. Thánh Tổ Cao Tông, Khang Hy Cản Long, tuần du phương Nam đều nghỉ lại nơi đây, pháp môn hương thịnh chói ngời xưa nay. Năm Hàm Phong thứ 10, 1860, gặp cơn binh hỏa cháy điều gần hết. Trong thời Đồng Trị, vị tăng tên Niệm Thành được ông Bành Cung, Bảo, Ngọc Lân, hộ trì, những mong sẽ dần dần được phục hưng. Năm Quang Tự 18, 1892, vị tăng tên Biến Ngọc, đúc hồng trung nhưng chưa xây lầu chuông. Năm Tuyên Thống thứ 3, 1911, vị tăng tên Đạo Minh do bị mất y ca sa, đánh lầm kẻ khả nghi khiến cho dân chúng phẫn nộ, phải bỏ trốn. Chùa đã không có chủ, tất cả đồ đạc, không còn được một vật nào, ruộng đất cũng bị mất mát chẳng ít. Vị hương thân vùng Mộc Độc là Nghiêm Lương Sán, khải thỉnh Hòa Thượng Chân Đạt làm trụ trì. Cụ Chân bè sai học trò là Minh Hú thay mặt trông coi, trước hết dựng lầu chuông. Đến năm Dân Quốc 15, 1926, đất Ngạc, tỉnh Hồ Bắc, loạn lạc, pháp sư Giới Trần và học trò xuống miền Nam, cụ Chân liền đem linh nham giao cho, biến thành đạo tràng thập phương chuyên tu tịnh nghiệp vĩnh viễn, nhất là chẳng giảng kinh truyền giới truyền pháp, thâu nhận đồ đệ làm chuyện kinh sám thủ tạo, chỉ quanh năm niệm Phật, chương trình giống như phổ thông Phật thất, về loại ruộng đất chỉ thâu được 8-900 đồng. Hạn định số người sống ở đây là 20 vị, nếu chi phí không đủ cụ Chân sẽ bù đắp, chứ linh nhạm cũng chẳng mộ duyên. Năm Dân Quốc 17, 1928, thầy Giới đặc biệt sang Phổ Đà, cầu cụ Chân dựng thêm phòng ốc, lấy 5-6 ngàn đồng làm chuẩn, cụ Chân bằng đồng. Thầy ấy trở về núi liền rời chùa đi sang Vân Nam, thế là để tránh nỗi phiền phức do xây dựng. Do vậy mọi việc trong chùa giao cho Pháp Sư Từ Châu. Thầy Từ Châu khí lực yếu ớt không chịu đựng được khổ nhọc, liền mấy lượt sang Hán Khẩu giảng kinh. Mùa hạ năm ngoái lại nhận lời mời của Cổ Sơn, chẳng tử tạ bỏ đi. 2-3 năm gần đây, đàn Việt nhiều người biết đến đạo phong của Linh Nham, có người muốn cầu siêu cho tiên vong, chúc thọ cho cha mẹ xin đà thất. Số người ở lại đã trên 40 vị, phòng ốc chẳng chứa nổi lại thêm hẹp nhỏ, trời mùa hè rất nóng. Lại dựng 5 gian lầu cao, phía dưới làm niệm Phật đường rộng rãi mát mẻ. Ngoài ra lại dựng thêm hơn 30 gian nữa, chi phí ước chừng hơn 5 vạn đồng. Cụ Chân bỏ ra hơn 2 vạn 2 ngàn đồng. Khoản còn lại, góp từ số tiền chi dùng của thường trụ còn dư và do đàn Việt vui vẻ giúp sức, nay đã hoàn thành. Thầy Diệu Chân làm đương gia sư, do 2 lần xây dựng cụ Chân bỏ ra gần 3 vạn, lần này cụ cũng đứng ra sướng xuất. Công đức ấy và việc biến ngôi chùa này thành đạo tràng thập phương đều đáng nên lập bia. Do vậy tăng chúng Đinh Nham thỉnh tôi được thuật chuyện ấy để ghi chép công đức hỏng bảo với mai sau. Vì thế bất đắc dĩ chẳng thể từ tạ chuyện viết lách được, thuở ban đầu đã lập 5 điều quy ước. 1. Trụ trì bất luận thuộc tông phái nào chỉ cần lấy chuẩn mức là tin tưởng tịnh độ sâu xa giới hạnh tinh nghiêm, chỉ truyền hiền chẳng truyền pháp để dứt thói tệ pháp quyến riêng tư. 2. Trụ trì chỉ luận thứ số chẳng luận theo thế hệ, để bậc cao đức khỏi bị đứng sau kẻ đức hạnh tầm thường. 3. Chẳng truyền giới chẳng giảng kinh, để khỏi trèo kéo xáo động gây nhiễu loạn chánh niệm. Trong chùa tuy hàng ngày thường giảng nhưng chẳng lôi kéo người ngoài đến nghe. 4. Truyền nhất niệm Phật, ngoại trừ đạo Phật thất gia, nhất loạt chẳng làm hết thảy các Phật sự mang tính cách thủ tạp. 5. Bất luận là ai, chẳng được ở trong chùa mà thông nhận đồ đệ xuất gia. Ai phạm một điều nào trong 5 điều sẽ lập tức ra khỏi chùa. Đại sư Từ Bách đời Minh, một đời xây dựng hơn 10 ngôi đại tùng lâm nhưng chẳng làm phương trượng, chẳng thông nhận đồ đệ, hễ xong việc liền bỏ đi, gác bỏ mọi việc. Đại sư Diệu Phong, phạm những công trình chùa tháp cầu cống đường xá người khác chẳng thể lo liệu được, thỉnh sư trông nom, hễ hết qua tay sư đều thành công hoàn tất xong liền cáo từ. Trong lúc đang tu bổ hay xây dựng, có khi sư xài học trò thay mình lo liệu, công trình hoàn thành, chọn chẳng để lại đó một người nào của chính mình cả.
tấm lòng sư Chánh Đại Quang Minh mấy trăm năm sau còn nghe tiếng, khiến cho mọi người khâm phục khôn nguôi, đáng được vua tôi cung kính, Long Thiên ủng hộ. Lúc sống tiếng tăm vang dội, lúc mất chứng thánh quả. Người đời nay phần nhiều âm mưu cướp đoạt đạo tràng của người khác, ai chịu đem những gì mình đã có nhường cho người khác. Cụ Trần khẳng khái làm như vậy, tuy đạo còn kém xa Tử Bách Diệu Phong, nhưng tấm lòng sáng ngời không riêng tư cũng gần bằng các vị ấy, thật đáng khâm phục. Nguyện những người làm trụ trì và giữ chức trách trong nhà chùa, cũng như những người nhập chúng tu trì, để cùng giữ tấm lòng đại công vô tư, chuyên tinh tu tập, ngõ hầu chẳng phụ ân Phật đã nói ra pháp môn Tịnh Độ Hoành Siêu và lịch đại tổ tông Hoằng Pháp, ân cụ Trần Đạt tạo dựng, cũng như một phen yêu thương siêng năng nhọc nhằn lo toan sâu đậm của thầy Diệu Trân. 4. Bí ký thuật công đức của phân hội Tô Châu, hội cứu giúp loài vật Trung Quốc, quyền tặng vĩnh viễn khu vườn ao phóng sinh cho Linh Nham Sơn Tự để làm hạ viện. Năm Dân Quốc 25-1936. Được Đại Giác Thế Tôn là đại sư của ba cõi, cha lành của bốn loài, xem hết thảy chúng sanh như con một, vì hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, đều sẽ thành Phật, đều là cha mẹ trong quá khứ, là chư Phật đời vị lai. Trong các kinh đại thừa, Phật đã nghiêm cấm sát sanh ăn thịt, ngõ hầu hết thảy chúng sanh đều được hưởng quả báo, gần là trường thọ yên vui, quả báo xa là cùng chứng giải thoát niết bàn. Đại sư trí giả đề cao lòng từ bi của Phật trong niên hiệu Đại Kiến 569-583, đời Trần đã mua hơn 60 chỗ thuộc Lâm Hải, Giang Hồ, Khê Lương, cả hơn 300 dặm để làm ao phóng sanh, xin vua ban sắc chỉ lập bia ngăn cấm đánh cá, kẻ nào bắt trộm sẽ bị mắc họa. Đến niên hiệu Trinh Quán 627-649, đời đường vẫn còn như thế, đấy chính là bi tâm phổ độ chúng sanh của Phật Tổ vậy. Càn là đại phụ, khôn là đại mẫu, dân là người ruột thịt của ta, loài vật giống như ta. Đấy chính là chí hướng thường hằng, coi con người và loài vật bình đẳng như nhau của nhà nho vậy. Nghiêm cấm đọa thai phá trứng, để chim thú, cá, ba ba đều được sống yên vui. Điều thú, ngư miết hàm nhược, nhược nghĩa là thuận, hàm nhược là đều được sống thuận lợi vậy. Đấy chính là sự cai trị bằng đức để thánh tàn bạo, trừ giết chóc của bậc thánh vương. Ấy là vì đức lớn của trời đất là xanh, nỗi khổ lớn lao của con người lẫn loài vật chính là sát, thắng bạo, tàn, trừ giết chóc, phải từ nhỏ đến lớn, nhân từ với con người. Yêu thương loài vật ắt phải từ dễ đến khó, nếu chẳng hàm dưỡng lòng nhân từ khoan dung từ cội gốc, hắn sẽ trở thành bỏ nhỏ lấy lớn, bỏ dễ lấy khó vậy. Hằng ngày làm chuyện tàn sát mà lầm lạc mong mỏi nhân từ với con người, yêu thương loài vật sẽ trở thành nói suông, chắc chắn khó thể thật hành được chuyện ấy. Vì sao nói vậy? Trẻ nhỏ kẻ bình thường đều có thể thật hành chuyện yêu thương loài vật, hành lâu ngày bụng dạ đầy ắp nhân từ, mai kia có địa vị nắm quyền cai trị, sẽ có thể che chở dân đen lớn lao, dấu ẩn cư trong một làng, vẫn có thể lấy thân mình đốc thúc mọi người thay đổi phong tục. Như vậy đạo nhân từ với người khác phải được bồi đắp từ lòng yêu thương loài vật thì mới có thể viên mãn trọn khắc, không có điều tệ vậy. Nếu chẳng do lòng yêu thương loài vật thì tuy trong đời này chưa có gì đáng tiếc, nhưng trong tương lai ắt sẽ phải lo lắng lớn lao, vì đã gieo cái nhân tàn hại loài vật sẽ khó tránh được cái quả luân phiên báo đền lẫn nhau. Nguyện người có lòng nhân với kẻ khác thường suy nghĩ cẩn thận vậy. Chuyện phóng sanh vốn nhằm khơi dậy thiện tâm của con người trong hiện tại vị lai, cố sao họ kinh giết ăn chay, khiến cho khắp mọi hàm thức đều được sống yên ổn, đều hưởng hết tuổi thọ, gần là dứt được cá nhân giết chóc, xa là diệt được quả báo do giết chóc, nhỏ là khiến cho tâm chúng ta toàn thuần là lòng nhân, lớn là chấm dứt sát kiếp cho toàn thế giới. Sẽ nghĩ đây là chuyện chẳng cấp bách rồi coi thường bỏ qua. Nguồn gốc khu vườn ao phóng sanh tại cầu Hồ Khiếu, Hồ Gầm của Hội Cứu Giúp Loài Vật Trung Quốc phân hội Tô Châu như sau. Vào tháng 7 năm Giáp Tý, tức năm Dân Quốc 13, năm 1924, hội viên Hội Cứu Vớt Loài Vật tại Thượng Hải là ông Lục Duy Dung đến đất Tô bàn bạc, mới biết những hội viên Hội Cứu Giúp Loài Vật phân hội Tô Châu đã bàn tính chuyện thiết lập khu vườn ao phóng sanh, bèn cực lực tỏ ý tán thành. Ông cho biết, khéo sao ông Trầm là người đất Tô, có một khu đất rộng khoảng 6 mẫu, đã quyên tặng cho Hội Cứu Vớt Loài Vật Thượng Hải, nay đem tặng lại cho phân hội Tô Châu,
để làm cơ sở tạo lập khu vườn ao phóng xanh. Trong khu đất ấy có một cái đầm đào vét thành ao, rất đỡ tốn công. Tiếp đó ông ta bèn khoán đất gửi xuống Tô Châu. Đến tháng 9 năm Dân Quốc 14, 1925, hội viên thuộc phân hội Tô Châu là ông Dương Đạt Toàn giới thiệu ông Uông Cát Đỉnh gia nhập phân hội. Ông Uông đứng ra ngỏ ý quyên tặng tiền để xây dựng, các hội viên lại đóng góp thêm vào được hơn 1 vạn đồng, xây dựng liên tục đào ao dựng đỉnh, sắp đặt hết thảy. Tuy chẳng hoa mỹ nhưng thanh nhã không phàm tục, đáng gọi là chốn thế ngoại đào nguyên, chốn tiên bồng ngoài cõi tục. Đến tháng Chạp năm Dân Quốc 15, 1926, công trình mới hoàn thành. Tháng 5 năm Dân Quốc 17, 1928, ông Viên Hiếu Cốc tậu thêm một nền đất rộng 7 phân ở phía Nam. Nhờ đó khu vườn ao càng thêm rộng rãi, vẽ họa đồ trình lên huyện, lập hồ sơ đầy đủ. Việc quản lý kinh phí trong mấy năm đều do nhóm các ông Ngô Dĩnh Chi, vân vân trước sau lo toan. Mùa hạ năm ngoái, giám viện Linh Nham Sơn Tự là thầy Diệu Chân, do thấy Linh Nham không có hạ viện tại thành Tô Châu, sau này đến đất Tô cảm thấy khá bất tiện, chú ý đến khu vườn ao phóng xanh tại cầu Hồ Khiếu, cậy quang hỏi thăm tình hình nơi ông Tào Tung Kiều, cũng như nhờ cậy ông ta thương lượng với mọi người trong hội ấy, nếu chịu thí tặng thì sự nghiệp phóng xanh càng được tiến hành mạnh mẽ hơn, lại không cần phải phái người chuyên lo quản lý, đôi bên đều có lợi, đúng là một chấm thủy mặc, đôi bên đều thành rồng. Ông Tào đi hỏi, mọi người đều cùng tán thành bảo rằng Linh Nham Sơn chưa đầy 10 năm mà đạo phong đã nghe tiếng khắp xa gần, nghiễm nhiên trở thành đạo tràng thanh tu bậc nhất của Ngô huyện. Nếu biến khu vườn ao phóng xanh thành hạ viện thì sau này sẽ phát đạt an hòa, nào kém Linh Nham. Bèn bàn bạc ước định 5 điều kiện ngõ hầu vĩnh viễn chẳng suy sụp. Một, danh xưng khu vườn ao phóng xanh thuộc Hội Phật Giáo Cứu Vớt Loài Vật Trung Quốc Phân Hội Tô Châu. 2. Điện thờ tế công tổ sư. 3. Bài vị của thầy Ngộ Căn. 4. Tòa cát đình trên bờ ao. 5. Bộ phận của chủ đất họ Trầm nằm ngoài tường bao quanh khu vườn. 5 thứ này phải được bảo tồn vĩnh viễn chẳng được bỏ đi. Những thứ kiến trúc mở mang khác do tăng chúng chùa Linh Nham tùy ký, tùy ý tiến hành. Duyên khởi ấy được khắc vào bia, ghi vào sổ sách để lưu lại vĩnh viễn. Do vậy đem tất cả khế ước họa đồ hồ sơ, giấy tờ chứng minh đã lập từ trước kia đều giao ra hết, có thể nói là thành tựu cho Linh Nham tịnh nghiệp đạo tràng, phát triển sự nghiệp phóng sanh công đức lớn nhất. Mong sao hội viên hội này và giám viện Linh Nham mọi người đồng tâm dốc sức để sớm bảo vệ sanh mạng ăn chay, để thành tựu chuyện không phóng sanh mà lại phóng sanh lớn lao. Chí thành niệm Phật để được vãng sanh hỏng liễu sanh tử, dứt sát kiếp để vời thỉnh quyến thuộc cõi trời vãn hồi thế đạo, cuốn nắn nhân tâm, thì công đức ấy há văn tự ngôn ngữ có thể hình dung được ư? 5. Bi ký về việc chùa Quốc Thanh núi Thiên Thai thành lập ao phóng sanh, năm Dân Quốc 23, 1934. Đức Đại Giác Thế Tôn cho đến coi thường bỏ qua phần này giống hệt như trong bài bi ký ở trên nên được đi. Chùa Quốc Thanh là ngôi chùa hàng đầu của núi Thiên Thai. Hòa thượng Khả Hưng cực lực khôi phục, lại thỉnh pháp sư Tĩnh Quyền phụ trợ, muốn mở rộng lòng từ bi của Phật tổ để khơi gợi thiện niệm cho người đời. Do đó bèn lập ao phóng sanh nơi vườn rau phía tây của Tam Môn. Dòng khơi thủy từ Tây Sơn đổ vào nơi đó, nước chảy vào chảy ra cuồn cuộn là chỗ thích hợp nhất để nuôi cá. Mùa thu mùa hạ, nhằm buổi trời trong đêm trăng, tiết xuân tiết đông, thì sau giờ ngọ trước lúc xế chiều, đại chúng đến đây niệm Phật hiệu vang vang, nhiễu hú quanh ao ba vòng, hồi hướng tịnh độ để những loài thủy tộc ấy đều gieo thiện căn xuất thế, cũng như khiến cho đại chúng đều phỏng theo bi nguyện của Phật của Tổ. Do muốn tỏ rõ ý nghĩa, do phóng sanh mà đạt được lợi ích, chùa Quốc Thanh sai quang viết bài ký để thưa cùng bậc sáng suốt mai sau. Trộm nghĩ, phóng sanh vốn là để đề xướng kinh giết ăn chay, nếu con người suốt đời ăn chay sẽ trở thành không phóng sanh mà phóng sanh lớn lao vậy. Này tôi chép lại bài thơ Gian Đường Ăn Thịt của cư sĩ Hoàng Sơn Cốc đời Tống, để mong mọi người lúc ăn thịt hãy suy nghĩ đôi ba phen, ăn chẳng nỡ ăn và tâm chẳng dám ăn nữa sẽ bừng bừng dấy lên. Bài thơ ấy như sau: ngã nhục chúng danh nhục, danh thù thẻ bất thù, bổn thị nhất trùng tánh, chỉ vi biệt hình khu,
khổ não tùng tha thụ, vì cam vi ngã nhu, mặc giao diêm quân đoán, tự xủy ứng hà như. Thì ta thì chúng sanh, danh khác thể vốn đồng, vốn cùng một chủng tánh, chỉ hình hài khác nhau. Khổ não chúng hứng chịu, béo ngon ta hưởng riêng, chớ đợi diêm la xử, tự suy sẽ biết mà. Bài thơ ấy có ý nghĩa lắm thay, trung hậu khoan dung cách đạo chẳng xa. Điều gì chẳng muốn người khác làm cho chính mình thì chớ làm cho người khác. Lòng nhân với con vật, yêu thương loài vật ấy chính là đại kinh đại pháp thành thủy thành trung. Chẳng cần nói tường tận về ý nghĩa nhân quả ba đời, luân hồi lục đạo sâu xa, nguyện những ai thấy nghe đều suy nghĩ sâu đậm. 6. Bi ký về việc chùa Quốc Thanh núi Thiền Thai sáng lập ba viện dưỡng lão, dưỡng bệnh và trợ niệm năm Dân Quốc 23-1934. Sa bà là cõi khổ sở cùng cực, vì thế cõi này thuộc về quán trọ trên đường lữ thứ. An dưỡng là chốn vui sướng tột bậc, vốn là quê nhà sẵn có, nhưng do chúng sanh mê muội chưa ngộ, bèn cứ khăng khăng coi quán trọ là quê nhà, chẳng biết có trụ xứ thanh tịnh an ổn tột bậc do cha ông đã tạo dựng. Do vậy khởi tham sân si, tạo giết trộm dâm, luân hồi trong sáu nẻo, chìm đắm trong tam đồ từ kiếp này sang kiếp khác, không cách nào thoát ra. Đức Đại Giác Thế Tôn thương xót, thị hiện sang trong thế gian, tùy thuận căn cơ thuyết pháp để các chúng sanh bỏ mê về với ngộ, theo đường về nhà. Do chúng sanh căn cơ chẳng phải chỉ có một, nên mỗi pháp Đức Như Lai nói ra đều khác biệt. Nhưng các thứ ấy đều phải cậy vào tự lực, chỉ bậc thượng căn cao nhất mới có thể hoàn thành được ngay trong đời này. Nếu là kẻ kém hơn thì sẽ hai đời ba đời mới giải quyết xong. Những kẻ trải kiếp dài lâu vẫn chưa thể giải quyết xong, vẫn chiếm đa số. Lòng Như Lai phổ độ chúng sanh chan chứa nhưng chưa thỏa mãn được, do vậy bèn đặc biệt mở ra một pháp tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương, để thượng thánh hạ phàm đều cùng trong đời này thoát cõi xa bà, đây lên cõi an dưỡng kia. Bậc thánh sẽ mau thành Phật đạo, kẻ phàm sẽ dần dần chứng được Bồ Đề, phổ độ chúng sanh cô đơn quạnh quẽ không nơi nương tựa, thỏa thích lớn lao bổn hòa xuất thế của Đức Như Lai. Trên là văn thù phổ hiền mã minh long thọ, dưới là tội nhân ngũ nghịch thập ác cực nặng, đều là căn cơ được thâu nhiếp bởi pháp này. Chúng ta trên chẳng bằng được các vị như văn thù vân vân, dưới chưa đến nỗi giống như hàng ngũ nghịch thập ác, há lẽ đâu chẳng mạnh mẽ phát ra đại trí, ngõ hầu vượt ngang ra khỏi tam giới ư? Xét từ khi đại giáo được truyền sang phương Đông, tuy có môn đình thiền giáo luận mật tịnh bất đồng, nhưng không một môn nào chẳng lấy vãng sanh tịnh độ làm chỗ quy túc. Núi Hí Thiền Thai là đạo tràng của trí giả đại sư. Đại sư dùng ngũ thời bát giáo để phán thích giáo pháp của cả một đời Đức Như Lai, nhưng vẫn chú trọng nơi một môn tịnh độ. Tuy chưa thấy được phần kinh văn quy tông cuối cùng của kinh Hoa Nghiêm, nhưng đã lập pháp ngầm hợp đủ thấy Phật và Tổ vốn thở cùng một lỗ mũi. Chùa Quốc Thanh là ngôi chùa được xây trên nền đất ngôi chùa lúc đại sư sắp nhập diệt định. Đến nay đã 1.300 mấy chục năm, tuy trải qua nhiều lượt biển sâu, có khi hưng khi phế, nhưng nhờ được cao nhân làm trụ trì, cho đến hiện thời đạo phong vẫn chẳng suy sụp. Đầu thời Càn Long nhà Thanh, Bảo Lâm chân công trùng hương điện đường Liêu Xá mới toanh dạng ngời, nhưng còn ba viện chưa đủ sức để thành lập. Một là dưỡng lão, vì bậc danh đức các phương, bậc kỳ cựu trong chùa, tuổi già lắng lòng, chuyên lo tu tập đạo nghiệp của chính mình, nhưng chưa có một tòa viện chuyên biệt, thì làm sao giúp cho tịnh nghiệp được. Hai là dưỡng bệnh, thập phương tăng nữ cô quạnh một thân, đã đến chùa này, nương tựa thì chính là người ruột thịt, hễ bị bệnh tật, chẳng thể theo đại chúng, bèn rời đến nơi này để an dưỡng, mong cho chóng lành. Nếu tuổi thọ sắp hết, sẽ đưa sang chợ niệm đường. Ba là chợ niệm, phàm người bệnh nặng, sắp mất, sẽ chuyển sang viện này. Thường trụ liền phái người luân phiên trợ niệm, trụ trì hay người trưởng ban sẽ khai thị hướng dẫn người sắp mất ấy, để người ấy toàn thân buông xuống hết, nhất tâm niệm Phật. Trước mặt người ấy nên thờ tượng Phật tiếp dẫn, để người ấy tâm niệm miệng niệm, tai nghe mắt nhìn, trừ Đức Phật ra không còn nghĩ gì khác nữa, ngõ hầu chánh niệm rạng rỡ theo Phật vãng sanh. Đây chính là một đại sự phản yếu tột bậc của chốn Tùng Lâm Hoàng Pháp lẫn người xuất gia tu hành. Người làm trụ trì và những vị có chức trách hãy nên coi người khác già bệnh chết giống như chính mình già bệnh chết, ta sẽ lo liệu ổn thỏa, chắc chắn chẳng chịu quấy phá cho xong chuyện.
thì đạo đức hiện tại xếp ngày một cao quý, phẩm sen vãng sanh càng thủ thắng vậy. Huống chi cổ nhân tạo dựng Tùng Lâm vốn là vì người già kẻ bệnh mà lập, cũng như khiến cho tăng chúng đông đảo có chỗ nương tựa, người học ổn ổn có nơi để tham học thừa sự. Có ai chẳng già, có ai không bệnh, có ai mà không chết. Nếu hư chẳng đặc biệt lập ra một viện, thì người già người bệnh thân tâm khó yên, thân tâm đã chẳng yên thì niệm Phật cầu vãng sanh sẽ bị chướng ngại. Đấy chính là nguyên do thành lập riêng hai tòa điện đường dưỡng lão và dưỡng bệnh. Nhưng già và bệnh còn có thể tạm để đó, chứ lầm trùng chắc chắn khó thể coi thường trì hoãn được. Nếu công phu chưa sâu, Phật niệm chưa thuần, lại thêm bệnh khổ trầm trọng, chẳng có tri thức khai thị, hướng dẫn, tịnh lữ trợ niệm sẽ trở vào luân hồi, chọn chẳng có hy vọng gì được liễu thoát. Nếu là người công phu đã sâu, Phật niệm đã thuần, lại có sức trợ niệm của đại chúng, há chẳng mau chóng thấy Phật nghe Pháp, ngộ vô sanh nhẫn ư? Do vậy biết chuyện trợ niệm quan hệ rất lớn, đang trong lúc tánh mạng sắp chấm dứt ấy, nhằm lúc phán định thăng trầm, mà đã có người khai thị hướng dẫn trợ niệm, ví như kẻ khiếp nhược, tránh giặc, tính ngồi thuyền trốn xa, được mọi người nâng đỡ liền có thể vọt lên thuyền, liền được ngồi yên ổn đến tận bờ kia. Nếu là người không được khai thị hướng dẫn trợ niệm, sẽ mắc cái họa phá hoại chánh niệm. Đừng nói người công phu chưa sâu chẳng thể liễu thoát, dẫu là người Phật niệm đã thuần vẫn khó vãng sanh. Ví như dũng sĩ phá vòng vây lọt ra, tính ngồi thuyền thoát đi, bị mọi người trèo kéo ngay lập tức té xuống vực sâu, siêu phàm nhập thánh hay vẫn luân hồi y như cũ, chỉ trong một hơi thở này, lẽ được mất quá nửa, nằm trong tay vị trụ trì, một phần ít nằm trong tay những người giữ chức trách. Nếu vị trụ trì hay những vị có chức trách lấy người khác chết giống như cha mẹ, thầy bạn của chính mình chết, ác sẽ cực lực trợ niệm đúng pháp thành tựu vãng sanh. Đã được vãng sanh, lâu dần ác sẽ viên thành Phật đạo. Thành tựu một người vãng sanh chính là thành tựu một chúng sanh thành Phật. Công đức ấy há thể diễn tả được ư? Đến năm Dân Quốc 17-18, do không kiếm được người trụ trì, nên quốc Thanh Tự lâm vào cảnh suy bại sát đất. Năm Dân Quốc 19-1930, những bậc kỳ lão trong núi và các vị hương thân cung thỉnh Hòa Thượng Khả Hưng là bậc đã xin thôi chức trụ trì, về hưu trước kia trở lại làm trụ trì để mong khôi phục nhà chùa. Cụ Hưng bèn mời người bạn thân là Pháp Sư Tĩnh Quyền giúp sức, do vậy đặc biệt mở học xã để Hoàng Dương Xiển Phát Tông Thiên Thai hưng khởi điều lợi, trừ thói tệ, tiến hành đầy đủ trăm chuyện đã bị phế bỏ. Nay lại tính lập ra ba viện này, mỗi viện gồm 5 gian, vị trí ở gần nhà bếp để tiện cung cấp những thứ thức ăn trà nước cho những vị già cả bệnh tật. Mỗi viện đều cử người trông nom, đều lập quy ước, trụ trì và những vị có chức trách thường đi xem xét, chẳng để cho những người chăm sóc về nhắc coi thường, dụng tâm cẩn thận sát sao, đáng cho người khác khâm phục. Hòa Thượng Khả Hưng sai quang soạn bài ký, do vui đẹp trước tấm lòng thành, vì pháp vì người của chùa Quốc Thanh, nên quang quyền mình hèn tệ, viết những ý chính, nguyện từ nay trở đi, trụ trì và những vị có chức trách chùa Quốc Thanh, cũng như trụ trì và những vị có chức trách các nơi trong hiện tại đến tương lai, ai nấy đều chú ý sâu xa. 7. Bi ký về chuyện Hương Quang Liên xã thuộc Hương Sơn Thảo Am ở Ngô huyện xây dựng Tam Thánh Điện, năm Dân Quốc 23-1934. Được Đại Giác Thế Tôn khéo trị những căn bệnh nơi thân nơi tâm chúng sanh, khéo làm cho thiên hạ thái bình, nhân dân yên vui. Tâm bệnh có những thứ nào? Chính là tham sân si. Đã có những bệnh ấy, tâm chẳng thể tránh được. Những ý niệm thuận theo tình kiến trái nghịch lý sẽ ồ ạt dấy lên. Những niệm ấy đã khởi, ác sẽ muốn thỏa lòng ham muốn của chính mình. Cái tâm hèn tệ giết trộm dâm sẽ ngay lập tức biến thành sự thực. Đấy gọi là do hoặc tạo nghiệp, do nghiệp chuốc khổ, trải trần điệp kiếp chẳng thừa nào xong. Đức Như Lai thương xót, tùy theo từng căn bệnh của chúng sanh mà ban thuốc. Họ bảo họ, tâm tham sân si chẳng phải là cái tâm vốn có của các ngươi. Tâm các ngươi vốn viên minh tịch diệu như tấm gương sáng sạch, chọn chẳng có một vật nào. Hễ có vật ở trước gương thì không vật nào chẳng được soi trọn vẹn. Vật đến chẳng cự tuyệt, vật đi chẳng lưu giữ. Giữ được tánh thiên chân của ta, chẳng bị chuyển theo vật. Mê tâm đuổi theo cảnh thì gọi là ngu phu, trái chẳng hợp giác liền dự vào dòng thánh. Nếu con người biết được điều này, tâm bệnh sẽ lành. Tâm bệnh đã lành, thân bệnh chẳng có cội gốc nữa, dẫu cảm xúc lạnh nóng cũng chẳng bị nguy hiểm.
Tâm đã tránh thì thân sẽ tránh theo, do đã không có tỉnh niệm tham sân si, sẽ do đâu mà có những hạnh hèn tệ giết trộm dâm cho được. Ai nấy đều như thế, thì dân là đồng bào, loài vật giống như ta, đối đãi bình đẳng, nào còn có chuyện tranh đất, giành thành, tàn sát lẫn nhau nữa ư. Vì thế những bậc vua quan thông minh duệ trí thời xưa, không vị nào chẳng sùng phục hộ trì, bày Phật pháp giữ yên đất nước khi chưa loạn, bảo vệ đất nước khi chưa nguy, nên đạt đến thái bình mà chẳng ai chẳng biết, chẳng tỏ lộ dấu vết vậy. Tiếc cho những nhà nho đời sau, tầm lượng hẹp hòi nhỏ nhen, lấy diệu nghĩa từ kinh Phật để giúp cho những chuyện bản dung của bọn họ, nhưng bài xích thật lý do Đức Phật đã nói vào là biện đặt. Xử lý nhân quả ba đời, luân hồi sáu nẻo, chính là đại kinh đại pháp khiến cho người hiền mau lên cảnh thánh, kẻ ngu gắng sức làm người dân lương thiện. Thế mà bọn chúng bảo thật ra chẳng có chuyện nhân quả báo ứng, con người chết đi thần hồn đã diệt, còn ai để chịu tội và thác sanh. Từ đấy thiện không có gì để khuyên, ác không có gì để trừng phạt, đến nỗi hùa nhau phế kinh điển, phế luân thường, phế hiếu bỏ thẹn, chẳng hề xấu hổ, ngược ngạo coi đó là vinh, đều là do những thứ học thuyết ấy ươm thành. Cõi đời đã loạn đến cùng cực, ai nấy đều lo sợ muốn cứu vãn, thì chẳng thể không noi theo đại pháp của Đức Như Lai. Do vậy các nơi đều lập tịnh nghiệp xã hoặc cư sĩ lâm để đề xướng nhân quả chuyên tu tịnh nghiệp. Trụ trì Hương Sơn Thảo Am ở Ngô huyện là đại sư Thanh Thiền và các cư sĩ tại địa phương đã sáng lập Hương Quang Liên Xã từ lâu, nay đặc biệt xây cất Nam Gian Tây Phương Tam Thánh Điện ở phía đông Thảo Am. Những tăng nhân sống trong am suốt năm tu tập, tăng tổ tham dự liên xã định kỳ cử hành, sắm sửa đầy đủ kinh sách tịnh tông để mọi người đọc tụng. Ngày rằm mỗi tháng mọi người đều tụ lại, niệm Phật một ngày hết thuận tiện, bèn giảng diễn tông chỉ của pháp môn tịnh độ mẫu hầu. Những người tu trì hiểu thấu triệt tự tâm, chẳng đến nỗi miệng nói cầu sanh Tây Phương mà lòng vẫn nhớ tưởng cõi này, đến nỗi công phu sắp thành, nhưng vì mắc lỗi hiểu lầm, đến nỗi mong thoát sanh tử mà vẫn đọa luân hồi. Lại còn chỉ dạy cặn kẽ nhân quả, thuật đủ tội phước. Và những ai tham dự liên xã đều phải giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, giữ lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng hành các điều thiện, giữ gìn tám đức, hiếu đễ, lễ nghĩa, trung tín, liêm sỉ, dốc trí nơi tám sự, cách vật trí chi, thành ý chánh tâm, tu thân tể gia trị quốc bình thiên hạ, ác sẽ khiến cho nho tông nhờ Phật pháp mà được phục hưng, sự giáo hóa của Phật do hàng nho sĩ mà được truyền rộng rãi, bổ đắp thiên kiến, trong lòng sùng phụng ngoài mặt chống trái, tự lầm lầm người của tiền nhân, dạy đời sau quy củ rộng lớn, sống trong cõi trần học đạo, tự lập lập người. Ba người cùng đi ắt có người là thầy ta, một ấp mười nhà ắt có nhà trung tín, ai cũng đều có thể là Nghiêu Thuấn, ai cũng đều có thể thành Phật. Người ta là trượng phu, mình cũng là trượng phu, chớ nên tự khinh rồi cam phận lui sụt, ngõ hầu chẳng cô phụ Phật tánh sẵn có nơi tâm mình và đại pháp viễu thoát ngay trong đời này. Nguyện khắp những người đến với liên xã này đều ghi nhớ chớ quên thì may mắn lắm thay. 8. Bi ký thuật duyên khởi của Tây Phương Điện tại Vô Tích, Nam Sơn Quốc 22-1933. Pháp môn tịnh độ là pháp môn đặc biệt trong giáo pháp suốt cả một đời Đức Phật, là cội nguồn của các pháp, cả phàm lẫn thánh đều được độ, thích hợp khắp ba căn thượng trung hạ, thiện giáo luật cùng hướng về một đạo, thực hiện dễ thành công cao, dùng sức ít nhưng đạt hiệu quả nhanh chóng, quả thật là con đường tắt cho chúng sanh trong chín pháp giới trở về lẽ chân, thỏa thích bản hòa xuất thế của Đức Bổn Sư Thích Ca. Xét từ khi pháp được chuyển sang Đông Trấn, Trung Hoa, viễn công mở liên xã đầu tiên, từ đấy những bậc cao nhân trí hâm mộ Tây Phương ai nấy vâng theo tông phong, sự giáo hóa lan khắp cả nước và cả các nước ngoài. Tuy hơn 1.000 năm qua không lúc nào chẳng có những tình trạng hưng thịnh hay suy vi, trong tâm chúng sanh vẫn thường giữ lòng thành, quy hướng. Huyện Vô Tích chính là cuộc đất thử thắng, nơi Thái Bá Trọng Ung ẩn mình. Tây Phương Điện là đạo tràng cùng tu cả Phật Pháp lẫn Thế Pháp. Nhằm năm Quang Tự 29-1903, Đại Thành đã có 5 vị yêu bà Di là Cao Siêu Tác Tần Học Tây Triệu Tịnh Chứng, Đằng Tâm Tịnh, Cố Tịnh Minh, hạnh nay theo ba bà Thái, chỉ mong nơi chín phẩm sen, mỗi người bỏ ra một món tịnh tài là 500 đồng, tính dựng tinh xá niệm Phật ngoài cửa Tây, thuộc khu vực đánh số 227 trên bản đồ. Bà Siêu Tắc này bảo con là Trấn Thục,
tặng cho Tinh Xá 6 phần 5 ly đất, 6 phần 5 ly đất nữa để góp thêm vào khoảnh đất do các xã hữu đã chung sức quyên góp tậu được. Bèn dựng đại điện cửa tam quan, nhà khách tịnh thất, tổng cộng hơn 10 gian, mất 3 năm mới xây dựng xong. Phàm tượng Phật kinh điển pháp khí trang nghiêm nói chung đều đầy đủ, lại còn định quy ước rõ ràng ghi chép lại để lưu truyền vân giữ. Nếu là hàng phụ nữ quy y Tam Bảo dốc lòng tu tịnh nghiệp thì đều có thể tùy hỷ tu trì. Đây chính là nơi tiên khởi của liên xã dành cho nữ giới tại Vô Tích vậy. Thuở đầu bà siêu tác lòng nhàm chán sanh tử, mong mau được liễu thoát, được hai người chú là các tiên sinh Ngưng Phong và Đạo Nam chỉ dạy pháp môn tịnh độ, bèn phát tâm kết xã đồng tu tịnh nghiệp. Lúc ban đầu lập hội trong Thạch Sư Am, tiếp đó sáng lập điện này để tự có thể chủ trì được việc này. Tới năm Tuyên Thống thứ hai 1910, bà ra về Tây, bèn mời khắp các vị hương thân cao niên thiện tín hộ pháp đến, giao cho bà học Tây kế tục đảm nhiệm mọi việc. Nối tiếp bà học Tây chủ trì đến nay là bà Hiền Trung. Bà Hiền Trung xưa đã gieo huệ căn hiếu học chuyên tu, thường nêu theo bà siêu tắc trụ trì tu trì tại đây. Gần đây bà lãnh đạo tịnh hữu rất được tiếng khen. Trong điện từ trước đến nay khóa tụng sáng tối ba thời niệm Phật quy củ nghiêm túc, tu trì tinh tấn khiến cho kẻ thấy nghe đều sanh lòng chánh tín. Do vậy những người bỏ mê về với ngộ chuyển tà thành chánh mà chẳng hề hay biết, không thể đếm xuể được. Gần đây liên xã thành lập như rừng, tiếng niệm Phật trở đạo chưa hề có nơi nào, chẳng phải do điện này phát khởi vậy. Lại ở trước cửa dành ra 2 phần 5 ly đất, dự tính mai sau sẽ dần dần mở rộng cuộc đất ra. Hiển Trung do chủ trì đã lâu bị giả chết bức bách, ý muốn thoái ẩn hòng chuyên tu tịnh nghiệp, do vậy trình bày với quang về duyên khởi lai lịch của điện này, cậy tôi viết bài ký. Do vậy tôi bèn trình bày đại lược sự rộng lớn cao sâu của pháp môn tịnh độ, cũng như do sự tu trì tinh tấn của mọi người trong điện này nên được thiện tín khâm phục ngưỡng mộ hộ trì, nhằm thành tựu đạo tràng thủ thắng nhiệm màu, tu chân ngay trong cõi tục tự lợi lợi tha này. Ngõ hầu hết thảy mọi người đều biết ở ngoài thế giới giống như nhà trái này vốn có quê hương thanh tịnh yên vui tột bậc, cùng chuẩn bị tương lương tín hạnh nguyện để trở về nhà, mong sao đích thân thấy được bậc cha mẹ đại từ bi là A Di Đà Phật, liền được cùng với Phật chứng vô lượng quang thọ. Nguyện ai nấy gắng sức, nguyện mỗi người hãy gắng công lên. Tam môn chính là ba môn giải thoát không vô tướng vô tác, nhưng một môn có đủ cả ba nghĩa giải thoát này vậy.